Hello, em Trường Anh Auto xin gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube nha. Lời nói đầu tiên Trường Anh xin chúc anh chị có được nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình nha. Kính thưa toàn thể tất cả các anh chị, miếng trầu là đầu câu chuyện. Và hôm nay Trường Anh sẽ giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị một con xe rất là thông dụng đến trong cuộc sống, đến với từng tay người tiêu dùng nha, phục vụ anh chị che nắng che mưa và kinh doanh kiếm ra gặt hái ra thật là nhiều tiền nhé. Đó là con Innova đời 2007. Con này gờ xịn anh chị nhé, bản số 49E05223. Hãy cùng với Trường Anh trải nghiệm mẫu xe bên em bán ra nhé. Con này là màu vàng cát nè anh chị ạ. Đó, cụm đèn là nguyên bản theo xe nhé. Cản chắn gió là biểu tượng của Toyota đây ạ. Innova dòng xe 7 chỗ, thương hiệu bông lúa vàng Việt Nam nhé. Cụm đèn trước là còn rất là mới, không dấu hiệu là bị trầy trùa anh chị nhé. Sơn rin con này còn được phủ 6-75% ạ. Đó, ở trước là chỗ một hai chỗ là có chỗ sơn dặm nè, đó xe có sao Trường Anh báo chuẩn vậy nha, có sơn dặm anh chị nha. Đó là vậy, chiếc xe nè, con này đăng kiểm tháng 6 năm 2020, bốn vỏ nè anh chị coi nè, bốn vỏ là còn được 80% nha, gầm bề ở trong con Innova nè, không có một xíu mục mọt, những sóng gân ở trong gầm nè. Đó, Trường Anh không biết anh chị mua xe ở đâu, nhưng mà mua xe riêng bên salon ô tô miền Nam bên em là Trường Anh bảo hành máy móc cho anh chị chạy nhá. Đồng thời là bao rút hồ sơ đến toàn thể tất cả anh chị luôn. Đây anh chị ạ. À, nguyên bản nguyên zin từ A đến Z nè. Anh chị coi mâm nè. Mâm chưa phơi nè. Đó anh chị thấy không? Dấu mâm nè. Bốn cái mâm nguyên bản của xe nhá, mâm chưa phơi một xíu rồi luôn nhé. Bốn cánh cửa rất là liền lề. Không có một xíu là dấu hiệu là cứng đục con ven của xe này nhá. Đó anh chị xem giùm cho anh bốn cánh cửa nè. Rất là đều đặn. Trường Anh sẽ quay đồng sơn rồi Trường Anh đi vào chi tiết gầm bề để cho toàn thể tất cả anh chị xem nhé. Bốn vỏ nè, bốn vỏ còn mới như nhau nhé. Đó, 80% đây nè, mâm nè, mâm chưa phay, dấu mâm chưa phay luôn nhé, là anh chị biết rồi đó. Chất xe nè, gầm bề ở trong nè, không có một tí mục mọt anh chị nhé. Đây là chất sơn rin trên hai cánh gà nè, còn nguyên bản nhé. Đó, còn nguyên bản hết nè. Đồng sơn rất là mỏng anh chị nè, đây nè. Đó, đồng sơn rất là mỏng luôn. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, che nắng che mưa, chở anh chị đi du lịch dã ngoài, đi chơi rất là ok nhé. Đây là cụm đèn nguyên bản của xe còn rất mới anh chị ạ. Đây là cụm đèn nè, đây là hai trái đèn sau phía sau của con xe nè. Nó còn rất là mới, không dấu hiệu là trầy trùa luôn. Con này 207 G xịn anh chị nhé, bản số nè, ở Bảo Lộc Lâm Đồng luôn, 49A05223. Nó biểu tượng là của Innova là trang bị phía sau là cảm biến nè. Đó, cảm biến ghê nhá, hai cụm đèn nè anh chị coi nè, còn rất là mới. Đây nè, cụm đèn nguyên bản là không một tí trầy trụ nha. Chiếc xe là phong dáng của em đó đây nè. Đó, phong xe đó bao đẹp luôn à. Bốn vỏ nè, bốn vỏ được 80% nha anh chị nhá. Mâm nè anh chị coi, dấu phay chưa có dấu hiệu phay mâm luôn nhá. Xe này của một gia đình người ta đang sử dụng đó anh chị. Đó, phong dáng xe bốn cánh cửa rất là liền lẹt nè. Đó anh chị thấy không? Đây ạ. À, tắp bi cửa nè anh chị coi nè, những cái vân gai trên tắp bi nè. Những cái vân gai trên tắp bi cửa nè, qua thời gian năm tháng nó có mòn một tí xíu thôi nhá. Đó, còn nguyên bản hết từ anh Z. Sơn rin trong nách nè, sơn rin trong nách cửa còn luôn nha anh chị nhá. Đây là đó, những cái sóng lường là không tác động tông va từ bên ngoài vô nhé. Tắp bi cửa nè anh chị coi nè, không một dấu khoan đục nhé, không một dấu khoan đục luôn. Anh chị tới trực tiếp salon ô tô làm việc với trực tiếp với Trường Anh ô tô, em Trường Anh ô tô luôn luôn bán những chiếc xe tốt đến với tay người tiêu dùng nha. Xe có sao em báo vậy, báo chuẩn và báo thẳng với anh chị nha. Đó là phong dáng con ghế nè, Innova nè, ghế ở trong còn rất là sạch sẽ, không dấu hiệu bị mục mọt luôn. Học thì tay nè, tắp bi cửa nè, trần là trần nỉ anh chị nha. Đó, trần nỉ với bọc di lông cách nhiệt hết toàn diện rồi, dàn lành âm trần nguyên bản theo con gờ nó keo chỉ chống nách nè anh chị coi nè, coi dùm cho Trường Anh nhé. Đó, keo chỉ chống nách là không mất phân nào luôn, sơn rim chống nách còn anh chị nhé. 2007 con này cũng 12 năm trôi qua rồi nha, nhưng mà em nó còn rất là đẹp,
Đây ạ, đây là những cái sóng lường nè. Đó, những sóng lường xe nè. Không có dấu hiệu tác động, tông va từ phía bên ngoài vô nhé. Đó, chất cửa nè, anh chị coi chất cửa đóng nè. Rất là liền. Bốn cánh đẹp như nhau anh chị nhé. Đây ạ. Tắp bi nè, anh chị coi tắp bi nè. Tắp bi nè, đây là những cái vân gai nè. Đó, anh chị thấy không? Ở đây nó có mòn một tí xíu nha. Chạy thời gian chắc chắn nó phải mòn rồi anh chị ạ. Đây nè. Đó là phần tắp bi nè, không có dấu lò khoan đục luôn nha anh chị coi nè. Những cái vân gai nè. Nguyên bản theo xe hết từ anh Z, không có dấu lò khoan đục nha. Xe này không có một xíu dịch vụ taxi cho nên anh chị có thể yên tâm. Chất máy thì bao êm luôn. Xíu nữa Dương Anh sẽ test cái phần chất máy cho anh chị coi nha. Đó, keo chỉ của cánh bên bác tài nè. Còn zin nguyên hết anh chị ạ. Đây là anh chị, để Dương Anh test cho anh chị coi nha. Đó, đây là những cái đinh bấm nè. Đó, anh chị thấy những cái đinh tán bấm không? Nguyên bản là xe nè. Bốn cánh đẹp như nhau nha. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Hồ sơ anh chị thích rút Dương Anh bao rút cho ok. Một rút nhẹt nha, không ảnh hưởng. Đây. Đó, những cái sóng lường anh chị coi nè, không có dấu hiệu bị móp méo nha. Ghế nè, đó, nội thất con Innova nè, ghế rất là sạch sẽ, nội thất ở trong đẹp 80% nha. Vô lăng 4 chấu nguyên bản nè. Đây là anh chị xem nhé. Đó, vô lăng 4 chấu nguyên bản xin nguyên nè. Những cái vân gai là không dấu hiệu bị mài mòn luôn anh chị thấy không? Đó, trang bị cho là túi khí là con số là nguyên bản theo xe nè. Anh chị nhìn con số cho Trần Anh nhé. Đó, anh chị thấy con số không? Không dấu hiệu bị mài mờ luôn nhé. Trang bị theo em nó là một cái dàn nhẹt GVC ha. Gương chỉnh điện nè, mọi thứ chức năng nè. Gương chỉnh điện còn hoạt động được tốt nhé. Đây ạ. À, keo chỉ trong nách nè. Không có dấu hiệu đâm đụng, tấn đụng gì nhé. Cùng với Trần Anh trải nghiệm vô con xe nhé. Đây, đây là phần tắp lô xe nè, anh chị coi phần tắp lô nè. Đó, anh chị thấy tắp lô người ta không có một dấu hiệu là khoan đục hay bắt vít gì con xe này nhá. Tắp bi nè, anh chị coi phần tắp bi nè. Đó, tắp bi cột kèo nguyên bản của xe nè. Xin nguyên hết anh chị nhá. Đó, cột trước nè anh chị coi nè. Đó, anh chị nhìn kỹ cho Trần Anh trên phần tắp lô nhá, không có một dấu hiệu là khoan đục luôn. Xe này bao cho anh chị luôn nhá. Đó, đây cho anh mở chìa khóa anh rồi nè. Đây để em test xe anh chị xem nhé. Đó, đề nhẹ phát đã nổ rồi nha anh chị nha. Con đề nhẹ một phát nổ rồi. Con này đi được 279.582 km. Đó là số km thực của con xe Innova đời 2007 nhé. Đó, trên xe nè. Rất là nhạy anh chị nha, đèn còi gì xi nhan đầy đủ hết, túi khí ra chân lực nè, ngồi một chỗ sau lăng nè, rất là nhạy. Con này anh chị mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hết bất cứ một khoản gì nha. Con số thì nguyên bản ở xe đây nè, anh chị coi nè, những cái lớp bọc da nè, nguyên bản theo con Innova nhé. Trang bị một cái dàn nhạc nghe nhạc CD đây ạ. Đây chừng anh test phần nhạc cho anh chị coi nhé. Nè, có cả cổng cắm USB trên con xe nè. Máy lạnh nè. Em mở máy lạnh nè. Mở phải có lạnh rồi nha anh chị nha. Đó. Dòng Innova 7 chỗ anh chị mua một con xe về chở gia đình đi chơi, đi du lịch rất ok. Đó, âm thanh có rồi. Âm thanh nghe rất là hay. Đây là những cái vân gai trên vô lăng nè anh chị ạ. Đó, không dấu hiệu bị mày mờ nhá. Anh chị thấy không ạ? Đó, những cái vân gai đây nè. Bốn cánh chỉnh điện nè, rất là mượt mà nhá. Gương chỉnh điện nè. Đó, thì thấy gương chỉnh điện không? Mọi thứ chức năng hoạt động ok lắm. Âm thanh nghe rất là hay. Đây nè, đây là phần tắp lô của nó, người ta là dán một cái lớp giả đá nè, anh chị thấy không? Rất là đẹp. Học để đồ nè. Nguyên bản hết từ anh Z nhá. Máy lạnh đang mở nè. Mở phải có lạnh luôn rồi anh chị ạ. Âm thanh nè, anh chị nghe âm thanh đi. Âm thanh rất là sống động luôn.
Đấy, âm thanh đó nghe rất là hay, chờ lực lái đầy đủ trên con xe hết, mua về trên việc sử dụng không phải làm thêm bất cứ một khoản gì nha anh chị nha. Chất xe máy bao êm luôn, cam kết với anh chị xe này chưa làm máy luôn nha. Đó, chất xe đó, giá tiền hợp túi tiền đến với tay người tiêu dùng, dòng Innova thương hiệu bông lúa vàng Việt Nam, 7 chỗ nhá. Đây ạ, đây là tổng quan phần táp lô của con Innova nè. Nội thất còn rất là sạch sẽ. Đây để chừng anh chị coi côn ga số của nó nè. Đây chừng anh test luôn phần máy cho chị coi nhá. Máy đã được mở rồi nhá. Thích hợp là lắp kính đầy đủ nè. Đầy đủ trên con xe luôn. Không thiếu một cái gì nhá. Bốn vỏ đẹp như nhau nhá. Bốn vỏ là 80% là gầm bề là không có một xíu bụt mọt anh chị ạ. Đó là phong dáng của Innova đây. Bên em còn rất là nhiều xe nha. Những dòng xe đời cao. Bên em có là đèn đóm nè, anh chị coi đèn đóm nè. Nguyên bản cho xe hết. Không có một tí độ chế nha. 2.7 G xin. Đây. Đây này em test cho phần máy nè. Máy nổ cực êm nhé. Đây nè. Đây anh chị ơi, phần máy đang hoạt động nè. Đời 2.7 mà tem móc bị màu anh chị coi nè. Tem móc bị màu là còn nguyên bản cho xe luôn. Máy đang hoạt động nè. Đó, chị nghe tiếng máy không? Chừng anh để rất là sát nhé. Đó. Máy nè, khi nổ máy lên nổ ga xăng ti nha. Nổ ga xăng ti là máy không có một xíu rung lắc luôn nha. Chạy cực tốt với con xe này luôn. Đây là những cái sóng lường nè anh chị coi nè. Không một tí là đâm đụng nha. Đó, những sóng lường nữa nè anh chị coi nè. Còn phía trong nè, những cái sóng dập nguyên bản của nhà sản xuất đó. Trang bị được cụm thắng ABS chống bó cứng phanh toàn diện nha. Đây là, đây là cụm thắng ABS chống bó cứng phanh nè anh chị. Mạc tem nguyên bản của xe nè. Máy con này là 2.0 máy xăng. Mức độ tiêu hao con này nằm tầm 9 lít trên 100 km anh chị nha. Đó, sóng dàn trước của em ở đây nè. Zin nguyên nắp capo anh chị coi, nắp capo nhá. Đó, nắp capo những cái sóng gân nè chị thấy không? Đó là những cái sóng gân nè, sóng gân dập nè. Dập nguyên bản theo nhà sản xuất nhá, biểu tượng Toyota Innova bông lúa vàng Việt Nam nhá. Đó, chất xe bao đẹp luôn, keo chỉ được không mất phân nào anh chị nha. Nắp capo người ta có dầm sơn rồi nha anh chị nha. Đó, xe có sao thì nói vậy. Nắp capo ở đây người ta dầm sơn rồi nè. Vì đời này đời 2007 mà hoàn hảo 100% thì không có nha. Nhưng mà được còn có 70% là ok. Chất xe đẹp, không cứng đục. Đây nè anh chị coi những sóng lường nè. Đó, chị thấy những sóng lường của xe không? Không có dấu hiệu nào đâm ve hay gò hay là hèn lại nhá. Trên con xe nhá. Những anh chị nào mà làm về xe, chừng anh quay clip chi tiết, quay clip kỹ, anh chị xem những lúc chừng anh quay những cái phần mấu chốt anh chị xem nhá. Đó chị thấy không? Ốp lá lường nè, nguyên bản của xe nè. Đó, những cái đinh dập nguyên bản của xe đây nè. Đây nè. Không dấu hiệu là tác động tông que từ phía nước ngoài nhá. Đó, em quay rất là chi tiết luôn anh chị. Đây ạ. Anh chị xem kỹ cho chừng anh nhá. Xe bao cọp, bao chất, bao đỉnh đến với tay người tiêu dùng luôn ạ. Đang đóng mới lạnh đó anh chị. Đó là phong dáng con Innova đời 2007 mà chừng anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị đó. Đồng sơn rất là đẹp, rất liền lẹt. Năm cánh đẹp như nhau nha anh chị nha. Mâm chưa phơi, vỏ có được 80%. Mua về là anh chị chỉ việc sử dụng thôi. Đây nè, anh chị coi phần gầm nè. Đó, anh chị thấy phần gầm không? Phần gầm là nguyên bản tàu xe hết từ anh dếp nhá. Đó, gầm xe nè. Không một xíu mục mọt anh chị nhá. Đó, anh chị thấy không? Con này dẫn động cầu sau nhá. Chạy cực khỏe, cực đầm luôn. Em quay luôn phần máy cho anh chị coi nè. Đây là phần máy móc nè, rất là khô réo nè. Anh chị thấy phần máy không? Phần máy của con Innova nè. Rất là khô réo nha. Lép rutin cánh gà nè. Không có dấu hiệu bị xì nhớt luôn. Đó, mua về là sử dụng thôi nha anh chị nha. Đây, chừng anh quay luôn phần cốp sau cho anh chị nè. Bên em còn về rất là nhiều xe nha. Rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Đây nè. Đó, cục đèn nguyên bản zin nguyên theo con Innova đời 2009 đó. Một mẫu xe mà chị anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị. Còn 20 mấy ngày nữa là Tết rồi. Anh chị làm một chiếc xe và che nắng che mưa chở gia đình đi chơi, đi chúc Tết hạnh phúc bên gia đình nhé. Đây ạ, phần cốp đây nè. Đó, chị anh test phần cốp cho anh chị xem nhé. Hỗ trợ toàn diện là 2 tia nhúng thủy lực nè. Đó, chị thấy cốp xe không? Là keo chỉ ở phía sau nè. Không mất một phân nào luôn nha anh chị nha.
đây nè, anh chị coi dùm cho Trang Anh nè, đinh bấm nè, nguyên bản tàu xe nè, không một xíu tác động tông qua từ phía sau tới nha, xin nguyên hết đó chị coi nè, cái đinh bấm nè, đó dòng xe 7 chỗ đó anh chị. Học lại đồ nè, nguyên zin là đồi nè, đồi Oshiku là tay mở nằm trong đây hết nhé, xin nguyên hết, chỉ có cột sau đó, những vân gai nè, những vân gai trên cột là không dấu hiệu bị mài mờ luôn. À, tổng quan từ sau Trần Anh quay tới cho anh chị xem nhé, đó tổng quan đây ạ, phần từ phần tắp lô xuống tới toàn bộ ghế sau nhé, nội thất ở trong rất là đẹp anh chị thấy không, trần là trần nỉ nè, dàn lạnh âm trần nguyên bản tàu xe nhé, đó là dàn lạnh âm trần nguyên bản tàu xe nè, bọc ni lông cách nhiệt hết toàn diện trên con xe rồi. Mua về là sử dụng, chỉ việc sử dụng hơi ghế là không có dấu hiệu là bị rách luôn nhé. Đó là phong xe đây nè. Bên em còn rất là nhiều xe nhé. Đó phong dáng đó. Máy móc nổ cực êm nha. Xe này anh chị thích thì vừa Trần Anh bao rút hồ sơ, anh chị tới trực tiếp salon bên em mua xe, đồng thời Trần Anh có bớt cho anh chị luôn nhé. Cam kết với anh chị không bán xe lỗi nha, không bán xe lỗi, không bán xe cứng đụng, không bán xe ngầm nước, đến toàn thể tất cả anh chị luôn. Đó, chất xe đó Innova mạnh mẽ trong cuộc sống lắm, mạnh mẽ mà siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, riêng phần máy móc nó chạy đầm lắm anh chị ạ, chất xe rất đẹp đó anh chị, coi Trần Anh quay đó, em quay chi tiết không bỏ sót một chỗ nào nhé. Đó, qua thời gian 5 tháng có cái ron là nó bị rách nè, đây nè anh chị thấy nó rách cái ron này có tí xíu không, đây nè nó rách cái ron một tí xíu nè, cái này không ảnh hưởng nhé. Đó chất đóng cửa rất là liền, đó là phong dáng con Innova đây, bốn cánh rồi đẹp như nhau nhé. Chất sơn rất là bóng anh chị thấy không? Bên em còn đã đưa qua công nghệ 4.0 để xử lý làm đẹp toàn diện con xe này rồi nhé. Bốn mâm là chưa phơi luôn. Đó, nguyên bản theo con Innova đời 2007 á. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và